Hiện nay phần lớn con người đều bị sai lầm lớn nhất là toàn cho mình là thiên này. Tức là cho mình cái quyền phán xét, cho mình cái quyền thay đổi, cho mình cái quyền áp đặt. Không? Nhưng họ không biết là chúng ta đang sống ở cái gầm trời này thì gần như chúng ta không có chỗ nào được gọi là thiên cả. Mình toàn là người phải gì ạ? Lựa theo quy luật tự nhiên để sống. Cho đời là bể khổ là vì vậy chứ. Tu Anh có đặt câu hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi làm sao để gần hết, để cái gì, gắn kết à? Để gắn kết gần gũi được bố mẹ mình. Em thấy rất nhiều các bạn rất với bố mẹ rất là mâu thuẫn à? Và em cũng vậy, càng lớn em càng thấy mình có khoảng cách vô hình nào đó không bao giờ dám ngồi khó để gần gũi, chắc không bao giờ dám ngồi để gần gũi cha mẹ, nói chuyện ít chia sẻ, nói chuyện nghiêm túc bố, nói chuyện nghiêm túc với bố và chia sẻ. Rồi thưa với Nguyễn Tú Anh thế này, thực ra mà nói ấy, thì nguyên tắc là khác cái tuổi đời thì thường là cái phần tâm lý trong mỗi con người là khác nhau. Tâm lý bao gồm có hai phần nhé. Tâm là gọi là tâm thức của hai người sẽ khác nhau. Thứ hai là lý. Ở đây là gì ạ? Nói về sinh lý đấy. Thì đứa trẻ thì bao giờ nó cũng thích năng động, nhanh nhẹn. Người già thì thích tĩnh tại. Cho nên tâm lý khác nhau. Cho nên là khi mà các bạn trở thành cái tuổi thanh niên ấy, thì bố mẹ bắt đầu về cái tuổi trung niên, thì cái tâm lý, tâm sinh lý nó khác nhau. Cho nên thường là khi ngồi nói chuyện với nhau thì cái đấy là quy luật tất yếu. Thì thường rất là khó gần gũi và chia sẻ được. Thì cái đấy là tất yếu. Nhưng mà tại sao mà mình cứ phải đòi hỏi bố mình phải giống y như mình, thỏa mãn mình? Mà tại sao mình không đặt câu hỏi là mình phải chấp nhận chuyện đó? Tức là ở đây nhé, khó nhất trong cuộc đời này là chúng ta xác định đâu là chủ thể. Ví dụ, nếu chúng ta đi ra ngoài đường thì chủ thể không phải là ta. Chủ thể là pháp luật. Vì vậy mà mình vi phạm pháp luật là mình ăn đòn. Không bàn đúng sai nhé, không có tranh luận đúng sai, tôi cũng biết. Nhưng vi phạm pháp luật là ăn đòn, có vậy. Còn đừng có bảo là luật đấy vô lý. Vô lý đấy là việc của luật. Hay là bạn đi ra đường, hay là bạn bước chân ra khỏi nhà và không có mái che, thì chủ thể là trời, thiên đấy. Vì vậy đùng cái nó mưa thì đừng bao giờ mà chửi trời là tại sao mưa vào lúc này. Thì bạn phải biết đâu là chủ thể. Hay là khi mình đến một nhà người bạn mình chơi và ở đấy một buổi tối, thì nhà bạn ấy, văn hóa nhà bạn ấy là chủ thể, chứ không phải mình là chủ thể. Vì vậy bạn, nhà bạn ấy bảo ăn cơm dưới chiếu là mình ngồi xuống dưới chiếu. Nhà bạn bảo ăn cơm ở bàn là mình ngồi ở bàn. Mà nhà bạn ấy bảo là ăn canh là ăn canh, ăn thịt là ăn thịt, có vậy thôi. Đấy. Và họ là chủ thể. Còn nếu mà mình gì ạ, muốn là chủ thể thì hãy thoát khỏi chỗ đấy và sống một mình, thì mình là chủ thể. Vậy thì tương tự như vậy, mình với bố mẹ mình thì bố mẹ mình là chủ thể, mình là khách thể vì bố mẹ mình đẻ ra mình. Cho nên không thể khác được. Đừng có nói mình là chủ thể. Nhưng mà nó lại đau khổ là bố mẹ mình là người đẻ ra mình. Thì ông bảo là muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh đấy là chạy đi chỗ khác, có chạy đằng rời. Vì bố mẹ mình là bố mẹ mình, có chạy đi đâu đi chăng nữa thì vẫn là bố mẹ mình. Vậy từ đấy nó mới sinh ra một cái gì ạ? Triết lý là con người phải thỏa mãn thiên. Tức là nhân định không bằng thiên định. Mình định không bằng cha mẹ mình định.
Mình định không bằng trời đất định. Mình định không bằng pháp luật định. Vì vậy cách duy nhất đó là tuân thủ quy luật. Kẻ nào mà chống đối lại quy luật là kẻ ấy chết. Vậy thì tương tự như vậy, thì trong suy nghĩ của mỗi đứa trẻ là việc đầu tiên là thấu hiểu cha mẹ mình, để làm cho cha mẹ mình vui. Và muốn làm cho cha mẹ mình vui là hãy chấp nhận họ, chứ không phải tìm cách thay đổi họ. Tôi nhắc lại, làm người là thay đổi mình, còn làm thượng đế thì mới được thay đổi con người. Chỉ có thượng đế mới có quyền thay đổi con người, thay đổi người khác. Còn mình làm người chỉ được có quyền sửa mình thôi. Cho nên càng như vậy thì sống với cha mẹ mình cũng vậy. Hãy tìm cách sửa mình. Và rất nhiều kẻ đi ngược quy luật tìm cách sửa cha mẹ. Đừng bao giờ sửa họ, vì họ đã sống 4, 50 năm, 60 năm trong cuộc đời này rồi. Họ đã định hình tâm thức rồi, họ không thể sửa được nữa đâu. Có chăng mình chỉ là người tác động, dẫn dắt để giúp họ chuyển hóa tầng thôi, chứ chúng ta không được quyền áp đặt, định kiến. Hay là tôi muốn, mà là gì ạ? Con thấy, con có thể chia sẻ. Nhưng nếu người ta không muốn thì đừng áp đặt. Bởi vì muốn cha mẹ mình hạnh phúc là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này. Họ được sống đúng tầng tâm thức của họ. Họ không muốn thay đổi, 60 tuổi rồi. Cho nên nhân định không bằng thiên định, luật mình không bằng luật trời. Hãy tuân thủ luật trời. Và trong một gia đình, trời chính là cha mẹ mình. Và cái này chính gọi là thiên nhân địa đấy. Địa là nguồn lực, nhân là mình. Và ở mỗi một nơi mình phải biết đâu là thiên. Ở ngoài trời thì thời tiết là thiên. Ở sống trong một đất nước thì thể chế pháp luật là thiên. Sống trong một gia đình thì cha mẹ là thiên. Ở nhà với vợ thì vợ là thiên. Cho nên người ta bảo là vợ là rời mà. Ý vợ là ý rời, vợ là thiên. Đến cơ quan, sếp là thiên. Đấy, cho nên đấy là lý do đàn ông hay gặp cặp bồ, là vì chỉ mỗi ở cạnh bồ mình là thiên. Thế là thành ra là thiên được một lúc thì sập. Đấy, cho nên là mình phải biết đâu là thiên để mình thuận theo ý trời. Vậy thì chỉ có duy nhất là lúc đi ngủ mình là thiên. Muốn nằm úp, nằm xuôi, nằm ngược gì thì nằm. Thứ hai là lúc ngồi một mình thì mình là thiên. Đấy. Nhưng mà sau này mình già thì mình lại là thiên của thằng con mình. Đấy. Nhưng thiên vừa phải thôi, không nó lấy giáo nó chọc thủng luôn thiên ấy chứ. Chọc thủng trời ấy chứ, đúng không? Đấy, thì để cho mọi người hình dung ra như vậy. Cho nên đừng tìm cách sửa cha mẹ mình nữa, mà hãy tìm cách thay đổi mình để thích nghi với cha mẹ mình. Và hãy hỗ trợ cha mẹ mình bằng cách dẫn dắt, bằng trải nghiệm, để giúp cha mẹ chuyển hóa tâm thức nhá. Rồi, cảm ơn Nguyễn Tú Anh. Và chúc bạn sớm đồng thuận với cha mẹ và học cách thuận theo tự nhiên và biết ai là chủ thể. Còn nếu không, cuộc sống của bạn không phải với cha mẹ đâu, mà ở cơ quan, với đồng nghiệp, với xã hội, với pháp luật, bạn sẽ luôn luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng. Rồi, cảm ơn Nguyễn Tú Anh. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.